Đồ video cả nhà mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành và nhiều hạnh phúc và được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay cả nhà mình chuẩn bị đi chợ Chùm Hổm. Một cái chợ này hồi nào giờ mình không có quay cho các bạn xem. Cái chợ này là cặp kinh chắc cà đao nha. Rồi mời các bạn cùng xem đôi chơi nha. Đường mình đi á là có mấy cái loại gạch này các bạn, loại gạch chắc cà đao nổi tiếng lắm nha. Hôm nay hai chồng mình dẫn các bạn đi tham quan cái chợ Chùm Hổm nha, cái chợ này cặp kinh chắc cà đao. Trước ta đang chạy xe đó, chợ Cầm Lộ. Cho phát ngồi đây đi, phát ngồi đây cho chiếc xe nha. Rồi giờ mình mời các bạn cùng hai chồng mình đi dạo chợ Chùm Hổm cặp kinh chắc cà đao. Trên đây là nghe nói là bán cá đồng cũng nhiều lắm các bạn. Hôm bữa hai chồng đi chở thì cá rô bự mà cá rô ngon không à? Bữa đi chơi, hai chồng đi công chuyện chở. Nước lên mà nước kém hả? Mấy ngày nay nước kém hả? À vậy hả? 25 độ, 20 có 25 chắc kém hả? Có tầm 30 nước lớn à? Ừ, lớn rồi cá. Lớn lại cá nhiều. Cá ú bự rồi. Chạy dính nhiều rồi cá nó bự rồi. Cá văn lớn rồi chị? Chồng đi công việc ngang đây cái đâu qua 9 giờ mình còn cá nhóc hết trơn luôn. Mà cá ngon ngon, cá bớ bự không à. Bởi lặn lội từ dưới Ba Bằng mà chạy lên đây mua cá ăn thấy không? Mà thấy nhiệt tình ghê không? Ở trong vườn đang đem cá đồng ra nè, đem đồ đồng ra rất là nhiều luôn. Anh này anh đi bỏ mối. Mới không xuống ma đó, giờ chiều ăn khô lạc ăn. Mua cá xong rồi bà xã mình lựa mua thêm mớ rau nữa để về ăn cơm hai bữa nha. Sáng thì mình sẽ cá khô queo và ăn cái canh khoai mỡ. Lâu rồi không có ăn canh. Mua rau mà lấy bọc của bà bán cá nha. Dạ nó vui mà. Thôi con súng đi rồi. Mình lựa thêm mớ bông súng ma về chấm cá ăn. Rau này ngon quá ha. Bộ ngót này cũng rất là ngon nè. Ngót này mà mua cua về đâm nấu canh ăn mà nhín hết. Ăn mát mình ngủ hết được. Ăn mát mình ngủ hết được.
thêm trái dưa hấu về tráng miệng. Tám ngàn một ký hả chị? Dạ, 8 ngàn ký ạ. 2 ký 15 đúng không? Tại thường thường nghe mấy ông bán dưa hấu ngoài trong xe đó, ông nói 1 ký 18 ngàn, 2 ký 15. Bánh canh trắng đi. Bánh canh trắng là bánh canh tép hả chị? Bọc nhiêu? Bọc 5 ngàn hả? Cũng dễ ăn ha. Từ giờ nhờ Phát giữ xe. Rồi bây giờ hai chồng mình với Phát đi ra quán chắc cà đao. Đi ra quán hủ tiếu ăn hủ tiếu ông già. Rồi bây giờ hai chồng mình lên đây ghé hủ tiếu nổi tiếng nhất chắc cà đao nha, hủ tiếu ông già. Nhưng mà người trẻ bán. À sao để các bạn hủ tiếu ông già mà người trẻ bán nè. Ông già gì không ạ? Chị này là con ông già hả? Cháu ông già. Chị đâu ông già gì không rồi? Truyền bí kíp lại cho cháu. Bán muối luôn hả? Chị đang ướp gia vị. Tim đây là nồi súp xương, nồi súp hủ tiếu. Cái quán hủ tiếu đây là nằm trên quốc lộ 91 nha các bạn, ở đường Võ Văn Kiệt. Đây hủ tiếu ông già bán bún ta, bánh canh, miếng nuôi. Địa chỉ đây coi các bạn nhìn cũng rất là dễ biết nha, ngang Ủy ban, ngang Ủy ban huyện Châu Thành. Báo muốn chà không? Muốn chà đường thì xin chú miếng đường bỏ vô. Kia rồi hả? Ở đây ăn hủ tiếu mình uống nước trà nóng nha, uống trà nóng cho nó ngon. Tương xay nhìn thấy ngon quá ha. Tương xay này chắc thắng nhà hay nè. Ở đường này lúc đó mình đi đâu bằng? Lúc mình đi Châu Đốc với đi Chi Tôn nữa nha, đi coi coi Thinh Khí Cầu á. Trời, wow, 50 mấy năm. Ủa, là hồi ngày xưa cũng tên hủ tiếu ông già luôn hả chị? Dạ, khác. Khác ngày xưa làm gì? Sao mấy khách ông già. À dạ, chứ ngày xưa là hủ tiếu là Nhật Thanh ha. Dạ, Nhật Thanh là tên ổng. Dạ rồi, hủ tiếu đang ra rồi đây, mình ăn hủ tiếu khô nha. Bà xã mình ăn hủ tiếu nước. Dạ, hủ tiếu khô mình bỏ gia vị vô, ai ăn thích gia vị gì bỏ nấy ha, mình thì ăn tương xay. Tương xay, miếng tương xay. Ừ,
miếng nước tương. Trộn đều lên. Lắm thôi. Quả hủ tiếu này không ngờ là năm mấy năm nữa vậy. Bán năm mấy năm rồi đó. Ở góc đường này luôn. Quả hủ tiếu này tên là Nhật Thanh. Tên biệt danh là Nhật Thanh, nhưng mà ông già ông bán ông hối giết lăn xăng giết người ta đặt tên ông già. Đặt ông già tới giờ luôn. Đây có xương nè, có xương nè ha. Rồi có tim nè. Có gan. Rồi cái này gì quên ta? Chắc cặp. Rồi. Mời các bạn cùng dùng nha. Tiếu sẽ mời các bạn cùng dùng một ly trà nha. Đợi Phát, cùng ly với Phát. Phát uống trà đường. Mình ăn hủ tiếu xong á, mình uống trà nóng thì nó có cảm giác còn hương vị hủ tiếu hơn. Dạ mình tô khô nhiêu á bà? 35. 35. Dạ 35 với 35 là 70, 70 với 25 là 95. Dạ. Dạ. Nãy hai chồng đi lên chợ Chùm Hổm á chợ đó. Chợ gì? Chợ cây gáo gì đó. À. Hôm bữa đi ngang thì cá thấy cá nhiều, hôm nay cá ít, cá hơi nhỏ. Rồi đi ngang hồi nãy mới chạy ngang cái bà xã kia quành đầu lại. Cái cá mơi thấy cũng cá bự bự không nè. Trở lại mua thêm. Chứ nãy mua cho anh được có nửa ký hả vậy? Chừng nửa ký à, 40 ngàn đó. Cái nửa ký à. Ở đây là ngày nào chị cũng bán vậy hả? Ừ, ngày nào cũng có. Ờ, hình như chỗ này chợ Dòng Kinh ngay kho thức ăn Nguyễn Tiền. À. Chỗ này hình như là cái chỗ này em có chụp hình trong đây nè. Chụp hình đám cưới trong đây nè, lâu rồi. Của ai? Thầy đúng rồi. Nửa ký
Ủa nói có biết luôn trời lâu rồi. Vậy là trong đây có mình nhà anh thầy. À gì hả? Cũng lâu rồi, mấy năm trước mình chụp cái đám cưới trong đây nè. À, khách hàng quen rồi, giờ ủng hộ luôn, ủng hộ hết luôn nha. Sẵn kìa có nguyên cái mâm vịt ở bển kìa, ủng hộ luôn đi. Điện mà mua vịt cho nó kho về kho cho nó nhỏ ăn vậy, nó sợ nó ăn cái gô không được á. Tắt ma xe em ba đi, cái tắt không chạy xe tới giờ quên tắt, thấy cái gô hay hàm quá quên tắt xe luôn. Ở cá này bự bự nè. Ừ, cô bán 8.000 luôn nè. 8.000 luôn. 10.000 giờ bán 8.000 luôn. À. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều luôn. Chiều nó sống chiều. Ừ. Này con gái hả? À. Có mẹ thì đó. Chào cô. Thở chụp hình lúc trước cô nhớ không? À, cô mới đi bán gì hả? Bán cá gì hả? Dạ, bán cá này chợ Dầm Kính hả Mình hả? Dạ, đi mua đi chợ rồi đi ngang đây quay chơi mà. Dạ. Dạ tại hôm bữa con đi đám cưới, hai chồng đi xô đám cưới á, rồi cái đi ngang cái chợ Chùm Hổm cái chợ đó. Thấy bán cá ngon quá. Rồi cái ăn hết lần rồi, rồi hôm nay chạy lên mua lần nữa. Còn cái Zalo mà với con thị không trong? Dạ còn. Còn hả? Dạ. Ừ, còn để nữa có gì để kêu thị thì chờ cho thị. Dạ dạ. Thì có gì để nữa kêu thị thì. Dạ chừng nào tới cô? Miễn anh chắc cỡ một tuần Tết quá. À. Nếu giờ nếu mà mấy ngày Tết thì mình biết ngày mình kêu sớm chứ không thôi kẹt xô á. Kẹt xô đi không được. Tiếc. Dạ. Tại vì như thấy anh thị đó, chụp hình thị đó rồi ai cũng khen. Dạ. Với chụp hình của tôi treo đó. Dạ, hình gia đình. Ừ, thấy ai cũng khen rồi thấy cũng được rồi thôi để nữa kêu chồng. Dạ. Ở thằng cái bên đây cũng hỏi thăm hoài gì chắc chưa quá. Dạ. Rồi, dạ dạ cảm ơn cô. Hôm nay đi mua cá gặp người quen không? Sắp có show làm nữa rồi. Rồi xong rồi làm show đây, tấp đây mua cá mà ăn luôn. À, nghe nói qua Tết rồi nè. Tết cứ vợ. Qua Tết có buổi chiều dân cá dảnh, ra xong cái dân cá dảnh, cá mua phi đồ. Vì là không phải mùa nước thì mình ra ngoài xem cái. Chàng có khi dính cá lớn, cá lớn cũng ngon lắm mà. Dạ. Cá ép đổ coi có không cơ? Cá mồi hôi. Lâu lâu mới được con cá ép. Dạ. Nhiều hơn cá mồi hôi. Nghe nói ăn cá mồi hôi là ngon lắm á, anh ăn được con cá đồng á là ngon lắm. Chứ bây giờ người ta nuôi không à. Cá mồi hôi nuôi nhiều lắm. Ủa sao nãy đi ngang không thấy cá đâu? Đi ngang như là chú sáng chưa về hay gì á? Đâu có, sáng sớm là ngồi 4 giờ mấy, 4 giờ ra ngồi tôi lựa cá. Nãy ghé đi mua được rồi. Nãy cá bự thôi, 4 sáng mình ghé được là nó bự. Vậy là 4 giờ mấy là có cá luôn rồi, có cá hết rồi. Rồi lâu mình lên đây mình mua cá hoài đi bắt mối quay phim chụp hình luôn chứ mối. Là hôm đây mấy đám rồi, đám thì đám ai đó thì hai đám rồi. Nãy gặp bà nữa, bà nói bà Tết rồi không biết ngày nào, chưa biết ngày. Con bà hay con trai, con trai Úc gì đó. Hiện tại là khu vực nhà mình là nước đang lên nha các bạn, đang vào mùa nước nổi. Nước con sông cặp nhà mình thì lên hõm gài các bạn, mà mình chưa có thời gian để lấy lú xuống đặt kiếm cá ăn.
vì lo đi xô các bạn. Giờ này là nước đang gồng, nước đang gồng mà xem xếp chỗ cái bờ kè mình nè. Nếu mà nước lớn á thì nó ngập ngang mí đen này các bạn, ngang mí đen này. Ông gà lu bu quá rồi, mình không có gào lấy lưới gào cái từ cái mí đó qua bên đây, từ cái mí mí sàn nước đó qua đây, đừng cho lục bình nó vô. Chứ lục bình nó vô sàn rồi á là lúc mà nước giật á mình dọn sàn cũng cực lắm. Để mình canh nước lớn mình đùa mấy lục bình ra, rồi xong rồi cái mình lấy lưới mình gào lại cho lục bình nó đừng có vô. Sợ lục bình vô thì không nói gì, mà sợ con này con kia vô sàn á, rồi nước cái giật suốt, rồi cái nó mình ở trên nhà mình nghe mùi cũng khó chịu lắm. Nấu canh khoai mỡ cái này là khoai mỡ mình mua sẵn nè. Hôm nay mình đem ra mình cắt ra mình nấu. Hôm nay có lấy pha mỡ làm bánh pha mỡ chiên cho Phát không? Phát đòi nãy giờ nghe nó chừa cục mỡ cho nó. Chừa không? Chừa làm cho nó đi. Ở trong siêu thị cũng có bán đập sẵn á vậy? Có. Người ta cắt sẵn, người ta đập sẵn. Có bán, mình mua đi về. Cắt quá xanh. Nấu một ít cá nè, mình mua nấu hết. Tại đây mình nấu cá, nấu canh cá. Thường thường là canh khoai mỡ, mình nấu canh tép á. Nó ngọt. Cá rô cũng ngon. Mùa nước nổi mình tranh thủ mình ăn cá đồng nha. Đầu mùa nước nổi thì cá nó ngon, nó mềm. Bát nữa mình bỏ xa dưới rồi mình lấy cái nhựa cho nó đặt lại. Mình bỏ khoai mỡ, khoai bằm vô. Quậy quậy trong nước cho nó tan tan ra, để cho nó đựng quấn cục. Thì nấu là nó đặc. Có người ta muốn ăn cho nó sệt quá thì ta để bằm nhiều một chút. Còn nhà mình ăn chủ yếu là thích ăn cái khoai nguyên củ ăn nó ngon, nên mình bằm mình đặc nó ít xíu. Canh đã hoàn thành rồi, giờ tới kho cá nữa là gan cơm. Giờ mình có nước màu thắng sẵn nhưng mà mình thắng gì cũng ngon hơn. Hôm nay mình thắng, mình quậy xong cái mình thả cá mình còn. Màu sẽ đẹp hơn hả? Nói thắng lên màu đẹp. Còn tháng rồi là mình kho nó hơi bị đen đúng không vậy? Đúng không? Hôm nay giờ kho mắm hả? Không kho muối như lúc trước nữa hả? Mấy lần trước kho muối không à? Đấy, làm nghề trang điểm biết rồi cũng nói tông đổi tông được. Bị bệnh nghề nghiệp. Kho cá mà xã mình cũng phải nói tông. Đổi tông. Rồi tầm khoảng 15 phút nữa là mình chọn cơm ăn thôi. Gắt tiêu vô nữa là tắt lửa là đi ăn cơm nha. Tính ra cá đâu có nhiều bây giờ.
vậy kho vậy nó cũng nhiều mà thấy nó nhiều. Kho tầm khoảng chừng 10 phút rồi. Mình ra ngoài trước cá mình làm hình chút xíu và xã mình kêu vô rồi. Cá này nó mềm lắm. Kho nó nhanh lắm. Rồi, chuẩn bị dọn chén ăn cơm nha các bạn. Hôm nay mình ăn cơm hai món nha, canh và kho veo. Cả nhà mình trở lại quay video thì một tuần quay được có 2 ngày rồi nha. Tranh thủ quay 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Vì thứ bảy chủ nhật thì có Đạt với Phát không có đi học. Đạt thì đi học buổi, còn Phát thì không có học ngày thứ bảy. Đứa nào cũng học 2 buổi nhưng mà thứ bảy chủ nhật chỉ có Phát là được nghỉ, còn anh hai thì nghỉ được ngày chủ nhật à, bởi cũng ít ra video cho các bạn xem. Anh phải mở không vậy? Quay video phải cả nhà mình 4 người quay chung nó mới vui. Đạt đi học khoảng 11 giờ rưỡi, có khi 12 giờ mới về tới nhà, có bữa thì ở bển luôn. Ở bên ăn cơm xíu đi nữa. Ở bên trường ăn cơm bển rồi xong rồi chiều đi học luôn. Ăn cái gồm ngon mà bây giờ có anh Huy. Mà bây giờ có anh Huy mới. Cái vô xương nhũn. Dạ, có anh vui thứ hai á. Ừ. Bị anh vui thứ hai. Bình dưỡng không? Làm hai không tập đi tới bắt đầu. Ở đây tập lên tới gì á, gặp ba chùa luôn, dặn ở chỗ mà ba với mẹ chở Phát. Ủa, ba mẹ ra đợt cầu ban trượng đó. Đi tới cầu ban chùa. Ủa, cầu không sợ. Tới cầu công chào á. Tới công chào chứ. Tới công chào. Tới công chào tới chỗ cầu ba chùa, chỗ ba với mẹ đi đi từ thiện. Đi từ thiện trong mù á. Rồi nhớ qua bên sông anh này. Nhà chó, anh tiện chó mà còn mở cửa này đâu đóng cửa. Cá rô này đò mình ăn nó cá rô nấu canh này, thịt. Thịt với xương mình gụm mà. Hay là cái gì em muốn ăn uống xương được luôn á. Mẹ chơi. Mẹ cũng có là bắt ốc chở đâu. Thật cái bù đầu bù cổ. Con chưa lớp 8 lớp mấy quá. Học, hai lớp mấy học hóa học? Lớp 6. Lớp 6 là có hóa rồi. Ủa, mình thấy cấp 1 cho đeo phù hiệu cũng được mà. Cấp 1 đây cũng là cấp học gia nhập đội viên. Mang phù hiệu khỏe hơn đi không Hoàng? Hoàng quên là biến chuyển rồi. Nguyên có bản tên. Nguyên có bản tên nhé, anh Hà.